Trời nắng lên rồi các bạn ơi. Thì như mình hứa với các bạn, mình trời nắng là mình sẽ test cái hệ thống bơm năng lượng mặt trời 1.500W pin với một cái bơm 1.500 nha. Thì hôm nay trời mới cảm thấy có nắng này, thôi mình sẽ lắp cái hệ thống bơm. Bây giờ bắt đầu mình sẽ lắp ráp cái mấy cái co rồi vô nha. Rồi sau đó mình sẽ đi xuống dưới giếng mình lắp ráp cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình muốn lắp một cái bơm á. Cái đầu này là nó 42 các bạn. Thì mình có cái ống mũ là 42 nè, cái đầu đang 42 và cái sắt này. Nhưng mà cái này mình dẫn vô được, nhưng mà mình gắp vô cái ống kia thì cái ống đen thì khó quá. Nên nó cũng hơi dở. Các bạn nào mà có xài á, các bạn nhớ tìm cái loại mà inox nha, tìm cái loại inox đi để xài cho nó. Mua cái này nè, cái này là inox để mình xài cho mình thả xuống giếng lâu ngày nó tốt hơn. Trước khi mình dặn vô thì mình phải quấn cái cao su non để chống, nhất là cho nó đừng có bị xì, với lại trơn cái ren để mình dặn vô cho dễ các bạn. Rồi mình cũng không cần thiết rồi phải chắc lắm đâu, nó bằng sắt ấy thôi, mình chỉ cần dặn cho nó cứng vô là được rồi. Rồi, mình sẽ cắm ống đen vô nha bạn. Ống này ống 40 nha các bạn. Căng này. Rồi, cái này mình phải hơ lửa rồi bạn ơi. Cái này nó nhỏ quá nên mình phải hơ lửa để mình mới đút vô đây được. Bây giờ mình đi kiếm lửa, mình tạm thời pause cái video ở đây nha. Lát nữa mình lắp cái này nè, vô đây xong quấn cao su non lại, quấn cái này lại. Cái này mình để lát nữa xuống giếng đi, mình lắp rồi mình cho các bạn xem. Cái còn cái nói cái dây này nữa, thay vì các bạn xài cái này thả xuống giếng á, mình sợ nó bị đứt cuộc ruột, cái nó rớt cái bơm mình dưới đi nên bạn xài còn dây cáp cũng được, mà dây này cũng được nha, dây loại dây cân này nữa, nó rất là bền, nó sẽ rẻ tiền hơn là cái dây cáp, mà nó bền cực kỳ bền ha. Còn cái dây cáp mà các bạn mua, dây cáp là cáp mà nó có bọc cái lớp ni lông bên ngoài, lớp mũ bên ngoài thì đó cũng được nha, nhưng mà bạn nhớ là phải thay cái đầu nó lại bằng nhiễu keo hay cái gì, đừng để nước nó thấm vô nha. Còn mình xài cái này là mình không cần nha bạn, cái này mình bột vô cái bơm. Bột bình thường thôi, nó cũng không có nặng lắm nên mình cũng không có bột cho nó gây gớm nha.
nha. Rồi mình kiếm gì vậy mình? Có cái này lại. Vài vòng vậy là nó đủ chắc rồi. Mình cao su đi, quấn lại đi, quấn ở đây đi, cho nó không có dột ra. Cái đầu nhựa này á, bạn dặn vô đây á, là được, cũng được. Nhưng mà cái đầu nhựa này để bạn gắn vô cái ống đè nó rất là khó. Bạn hơi nóng bạn gắn vô cũng được, nó làm mềm luôn cái ống nhựa của mình. Nên bạn xài bằng ống sắt. Nếu mà có inox thì tốt nha bạn. Còn có thì thôi mình cứ xài tạm đi. Mình quấn là về mục đích làm chi, cho nó đừng có cái cọng nó đừng có quẹt quẹt ra bên ngoài, nó mình sẽ rất là khó đưa xuống, nhiều khi nó quẹt vô đá rồi này kia đó. À, đây được rồi, không cần thiết rồi quấn chắc lắm đâu, vừa vừa thôi. Rồi sẽ tiến hành đi xuống giếng nha. Mình sẽ di chuyển tất cả những tấm pin đi xuống dưới giếng ha. Rồi kể cả mấy cái này xuống dưới giếng luôn. Khi xong rồi mình sẽ tiếp tục video mà các bạn xem nhé. Mình phát video ở đây ạ. Các bạn ơi, mình đem xuống đây mới có 4 tấm pin à. 4 tấm pin, cuộn dây điện, cuộn ống, bơm. Mình đã gắn vô rồi luôn các bạn. Mình mới đem vô đây mà gần 2 tiếng đồng hồ mới đem xuống xong các bạn. Cái ống này mình muốn gắn vô trong cái bơm này á. Chỗ cái cổ bơm này á là bạn phải hơ nóng nha. Hơ nóng cho nó nở ra rồi bắt đầu mình mới dặn vô. Còn cái dây mình buộc lại cho nó hơi gọn xíu vậy thôi ha. Không có vấn đề gì. Rồi mình mới đem có 4 tấm pin à, lẽ ra cái này hệ mình chạy tới 6 tấm pin lận. Nhưng mà 4 tấm pin này cũng đủ 1.000 rồi. Để mình thử coi 4 tấm pin này có chạy được nổi cái bơm này không nha. Thì cách đấu thì như sau. Cái tấm pin này á, một tấm của nó là bây giờ đang hở mạch ha. Mình đo cho các bạn xem nha. Thì một tấm của nó, điện áp của nó rơi vào khoảng 30 ba mấy á ha. Này để đo cho bạn xem nha. Ok. Thấy không các bạn ơi? Hiện là 30.5 do trời ra mát rồi nha, nó điện áp nó tuột xuống 30.31 ha. Thấy không? Rồi, bây giờ mình nói hai cái này lại nha. Nói cái nào cũng được. Cái sắt này nó có cái cao su ở đây. À, khi mà mình nói lại vậy á là nước cũng hoàn toàn nó không có vô được cái ngàm này. Nó rất là chắc chắn các bạn. Cái sắt cắm nè. Bây giờ mình đo điện áp nó đang là rơi vào khoảng là 60 mấy V nha. Các bạn thấy không? Đang 65 V nha các bạn. Mình qua mình đo cái bên kia coi. Đây mình đã nói rồi. Rơi vào khoảng cũng tầm đó nha. Mình thử nó trước.
Đằng sau 5.3 nha các bạn. Bây giờ cái bơm của mình nó giải điện áp của nó từ 48 cho đến 70. Cái bơm nè, cái giải điện áp mà nó chạy á là từ 48 đến 60. Nhưng mà điện áp là điện áp hở mạch. Bây giờ kính mạch nó bao nhiêu ha? Thì bây giờ mình đấu lại. Cái hai cái này mình đấu song song lại nha. Nó mới đủ dòng để chạy một cái motor này. Xài dây CJ 6 chấm nha các bạn. Cái cuộn dây của người ta đi theo máy là nó là 10 mét. Mình mua thêm là 50 mét nữa. Dây gân mình buộc như vậy thôi nha. Không có cần kỹ lắm đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đấu. Đấu xong rồi mình sẽ nói tiếp cho các bạn nha. Bốn tấm pin đã đấu xong nha các bạn. Mình tháo cái hộp đấu dây ra. Cái nó dày đây. Mình không có dặn được. Giờ nó gài nó trong đây hết rồi. Thôi thì giờ mình chơi mình cắt dây ha. Mình cắt dây mình nói quấn keo. Nay mai mình mua đồ cót mình bấm mình bắt lại cho nó chắc chắn ha. Rồi hôm nay mình test thì mình cắt khỏi mua rắc mất công. Mình cắt rồi mình đổ quấn keo ha. Các bạn bắt đầu. Bên kia mình đã đấu nói xong rồi các bạn ha. Rồi bên đây mình đã đấu một dây rồi ha, nham rồi, còn mua sợi dây dương ha. Trước khi mà mình đấu á, đấu lại, bây giờ mình đấu lại một cái là có nghĩa là bốn tấm nó sẽ gần như là kính mạch, nên á cái vòng của nó gần như là kính, nên trước khi mình đấu á, là mình phải đo điện áp giữa hai cái sợi dây này coi ha. Đo điện áp giữa cái hai dây này mình đấu có đúng hay không. Nhiều khi người ta ký hiệu nhưng mà nó sai. Nên mình phải kiểm tra lại một lần nữa để coi điện áp nó có bằng không hay không. Nếu mà nó gần bằng không á, 1-2V này không có vấn đề, do bên tấm này điện áp cao, tấm kia điện áp thấp thì nó chênh lệch không có vấn đề. Nhưng mà mình phải đo lại ha. Nếu mà nó cao quá thì mình không nên đấu lại nha, có thể làm hư tấm pin nha. Nha các bạn thấy không, hiện tại nó là không mi không ha, âm nó ở milivolt nên là ok, mình sẵn sàng đấu lại được nha. Chứ mà các bạn không có kiểm tra mà các bạn đấu lại là có thể là gây nên cháy nha, cực kỳ nguy hiểm. Vấn đề này mình phải đo trước tại nó cũng dòng cao và điện áp cao. Xong rồi mình cũng lắp xong rồi các bạn. Bắt đầu cho các bạn xem nha. Đây, hai cái pin, tấm pin này mình nối tiếp lại. Hai tấm pin bên đây mình cũng nối tiếp lại nha. Rồi mình đấu song song lại đây. Rồi mỗi bên đây mình lấy một cái sợi dây dương, rồi bên kia đây mình lấy sợi dây âm. Và hai bên kia mình đấu song song lại nha. Rồi, mình qua một cái CB. Vừa đấu xong rồi trời mát rượi rồi. Không biết bơm chạy được hay không. Mình đo điện áp đây. Đo điện áp hiện tại trời đang mát. Thì điện áp đang rơi vào 54V. Có nắng lại bạn ơi. 54, 55 nè. Điện áp tăng lên ha. Mình bật bơm chạy nha bạn. Bơm đang để trên chạy nha. Bơm quả tiễn mình test nên mình cho chạy chút xíu thôi nha. Đó, mình bật lên rồi đấy. Đó, nó chạy nha bạn. Đang chạy và nó rơi ở 36-37V. Rồi bơm thì cũng chưa có đạt. Có nghĩa là 4 tấm pin nó vẫn chạy được nha. Trên bờ thì mình hạn chế chạy nhiều quá. Nó không có giải nhiệt được, nó sẽ cháy nha. Rồi. Giờ sợ cái nó chạy có nóng không? Nó ấm ấm nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó xuống nước. Ha, cho xuống cái giếng ha. Rồi mình giờ mình lột cái này ra rồi cho xuống giếng nha các bạn.
trong đây nó có hệ thống điều khiển, nó đo điện áp đồ đầy đủ thì nó mới bật bơm nha các bạn, nên các bạn cứ yên tâm, mình không cần phải ắc quy nha. Trên bờ thì nó chạy rồi đó, bây giờ mình đưa xuống đây không biết có chạy không đây. Bây giờ mình test với 10 mét dây thôi, cái đầu bên kia mình chưa có đấu ha. 10 mét dây, thử coi nó có lên hay không nha. Trời chiều quá các bạn ơi. Trời chiều quá rồi, không biết bơm mới có chạy được không. Mình thọc xuống được 10 mét rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bật bơm cho các bạn xem nha. Mình đã học xuống hết đoạn dây của theo máy rồi. Là 10 mét đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ bật cho các bạn xem nha. Bây giờ điện áp của nó là 57 nha. Mình bật nha. Bật CB nha. Đó, bật nha. Đó, bơm chạy nha bạn. Bơm chạy đó, bơm chạy nhưng mà điện áp có 34, 33 à. Ha. Đó. Đó, 34, 33 nha bạn. Mà không biết cái nước có ra không. Bơm chạy rất êm, rồi bơm dừng nha các bạn. Bơm dừng rồi do điện áp nó thấp quá nên nó đo được điện áp quá thấp nên hình thử ra bên nó dừng rồi. Nó dừng rồi nên điện áp nó dâng lên cao vậy các bạn. Để lát coi nó có chạy lại không. Bộ điều khiển nó tự điều khiển nha các bạn. 4 tấm pin là có khả năng nó bơm được. Nha. Nhưng mà phải trưa nắng. Để mình ginh xuống thêm 2 tấm nữa. Giờ lúc chiều mát cái này coi 2 tấm kia ghép vô luôn. Thử coi nó chạy như thế nào nha. Còn bây giờ thì bơm nó không chạy luôn rồi. Ha. Rồi mình tắt nha. Mình tiếp tục các bạn ơi. Ngày hôm qua mình đem xuống là 4 tấm pin. Giờ lúc 5 giờ, 4 giờ mấy, 5 giờ mình thử. Thì bơm nó tuột áp xuống còn 30V, 34V gì đó. Thì hôm nay mình đem thêm 2 tấm pin nữa. Bây giờ lúc bây giờ là 8 giờ. À, bây giờ là 8 giờ. Cũng có nắng rồi. Mà mình hiện tại là mình đang thả cái bơm này xuống là mình đã ghép vô rồi các bạn. Mình đã thả cái bơm này xuống được một đoạn là khoảng 10 mét, hơn 10 mét rồi. Khoảng 10 mấy mét rồi. Bây giờ mình sẽ chạy bơm thử nha các bạn. Thử xem coi coi nó có bị hụt hay không. Và 4 tấm pin này nó chạy ra nước như thế nào nha. Rồi mình đã đấu xong hết rồi, bây giờ mình sẽ bật. Đây mình sẽ bật nha. Rồi. Mình sẽ đo điện áp. Đó, bơm nó chạy đó các bạn. Hiện tại điện áp đang là 49, 48V, 47V nữa các bạn. Nước nó đang ra các bạn. Nước còn lên nữa bạn. Cái này là mới có 10 mét nha. Để sau khoảng 10, khoảng 10, 14, 15 mét gì đó. Nước nha bạn. Đây nha. Nước nha. Hiện tại là bơm 10 mét. Không mạnh lắm.
bơm rất là êm, mà nước như vậy không biết là có bị hụt hay không. 10 mét đấy, ống 10 mét. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xong 10 mét nó không hụt ta. Chắc là hôm nay mùa mưa bạn ơi. Mùa mưa nên mình thử nước nó không hụt. Để mình xem coi trời bây giờ điện áp bao nhiêu. Trời dịu mát, điện áp đang là 46.8, 46.7. Hụt nước các bạn ơi, hụt nước rồi. Bây giờ mình sẽ, nước nó hết lên rồi, nhưng mà bơm vẫn còn đang chạy nha. Ồ, cái gì là bơm dừng, gì là bơm dừng rồi. Khi mà mây che mát cái bắt đầu bơm nó dừng nha mày. Nước nó sẽ dồn về ngược trở về dưới, không biết bao lâu bơm nó sẽ bật trở lại. Để mình chờ xem. Ở trong đó nó, trong cái bơm nó có cái bo điện tử, nó bo điều khiển nó đã tự động đếm ở trong đó rồi. Nên mình không phải lo, khi nào đủ điện áp đủ, nó đo đạt đủ ok nó sẽ cho chạy. Nên mình cũng không phải quan tâm nha. Điện áp, bây giờ trời bị mây che rồi, điện áp tụt xuống rồi. Tụt xuống 59 rồi mà. Tại vì ngày hôm qua là mình đem xuống không kịp, do đem xuống đây 4-5 giờ rồi, nó hết nắng rồi nên mình không tiếp tục video mình cho mấy bạn xem được. Còn bây giờ là qua ngày hôm sau, đám mây này to quá, bơm mới dừng rồi, không biết khi nào nó chạy lại đây, không biết. Mình cứ để đó nha, để coi khi nào nó chạy ồ ồ, mình nước nó chạy ào ào mình sẽ nghe được, mình sẽ biết. Theo mình nghĩ thì tốt nhất là mình nên lắp cái ắc quy, tại vì hiện tại là do mây vừa che điện áp sụt xuống là bơm nó dừng. Bơm mới tự dừng. Chắc mình phải lắp ắc quy để cho nó ổn định điện áp, để nó sẽ chạy tốt hơn. Bơm mới tự dừng, nó cũng gây cho mình bất tiện. Và để mình thời gian chờ đợi mình đút sâu xuống nha các bạn. Thời gian chờ đợi nên mình bây giờ mình sẽ đút cái ống này sâu xuống khoảng 50 mấy mét, rồi mình sẽ tiếp tục video cho các bạn nhé, rồi mình sẽ xem coi bơm như thế nào. Rồi mình đã đưa xuống hết khúc ống rồi bạn, dây còn hình như là cái này là tới chỉ có 30 mấy mét thôi, chứ 37 mét thôi. Cái ống này có 37 mét thôi, chưa được 50 mét. Cái thấy dây điện còn, cái này còn nè. Bây giờ mình sẽ bật bơm cho các bạn xem nha.
Trước khi bật bơm mình sẽ đo cho các bạn xem điện áp bây giờ bao nhiêu. Điện áp bây giờ là 69V nha các bạn. Rồi, mình bật. Bơm nó sẽ chạy là điện áp nó sẽ giảm. Đấy, bơm chạy đó nha. Đó, bơm chạy nha các bạn. Đó, bơm chạy nha. Mấy tấm pin này mình cứ thoải mái xịt nước lên cho nó nha các bạn. Sao nha, thịt nó sạch thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì á, pin nó nằm ngoài mưa ngoài nắng nên các bạn cứ yên tâm nha. Đó, thịt thoải mái. Đó, mình đã đút xuống hết khúc ống, dây điện vẫn còn, bơm ăn ngay các bạn, chắc khoảng 30-40 mét à. Với hụt nước ở đây nữa, mình rất là lo vấn đề hụt nước, tại vì cái giếng mình nó tiền sử nó là thiếu nước. Nếu mà nó có nước mà nó chạy hoài thì ok không sao. Rồi, hụt nước các bạn ơi, các bạn nghe không? Đó, nó bị hụt nước á, cái nước nó bị hụt lên nó kêu như vậy. Nước nhưng mà nước nó vẫn chảy vô không có đủ nên mình thấy như vậy đây. Và chắc 30 mét, 40 mét rồi. Giếng mình sâu tới 75 mét. Mình dùng cái ống này mình nối tiếp đẩy sâu xuống hết nguồn dây điện luôn, đi coi sao. Đây nha các bạn. Thôi mình test tới cái video này tới đây thôi nha. Thì cái giếng mình do nó không đủ nước nên mình không thể nào mình test được cho các bạn xem được. Thì hiện tại là bơm đang chạy. Bơm đang chạy bình thường không cần ắc quy nha các bạn. Mình chỉ cần đấu 6 tấm pin vô cho một cái bơm là nó chạy thoải mái nha. À, không cần ắc quy gì cả. Hụt nước nhưng mà cái lượng nước chảy vào nó cũng tầm như đây nên mình thử ra nó cứ tụt hoài vậy. Thì các bạn nào mà có nhu cầu lắp đặt á, mà cần ấy thì cứ cần tìm hiểu cái gì á, cần gì thì cứ việc liên hệ với mình với số điện thoại nằm ở dưới nha. Mình xin kết thúc ở đây. Nay mai mình sẽ làm cái vàng lên đàng hoàng, rồi mình sẽ đẩy sâu xuống, nối cái ống này mình đẩy sâu xuống thêm nữa để coi nó như thế nào, rồi mình sẽ, các bạn sẽ chờ xem cái video tiếp theo nha. Thôi mình sẽ xin kết thúc tại đây. Thì xin chào các bạn. Các bạn nhớ đừng quên là đăng ký kênh để đón chờ video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn.